Đây là cái tấm hình của anh và vợ của mình. Anh đang khóc hả anh Minh à? Mỗi lần gặp tôi bắt đầu khóc. Đặt mọi giá anh suy nghĩ cho em. Thậm chí bây giờ khi em hoàn thiện xong từ ngoài hình rồi, anh còn suy nghĩ cái điều gì về chức năng nữa. Chức năng là cái giọng nói em thế nào trên thanh này đó. Còn anh sẽ điều trị về thẩm mỹ em nữa. Ví dụ điều trị hết đi, ví dụ cái mũi mắt em tính được hai cái mũi mắt em là đẹp nữa, anh còn tính tới mức nữa nữa. Buổi hồi xin chân thành chào cô bác quý anh chị. Vào thời điểm này là 18:20 ngày 19 tháng 1 năm 2021. Thì tranh thủ thời gian giờ làm ga, Buổi hồ ghi hình lại một cái thước phim này muốn gửi cho cô bác quý anh chị đã từng theo dõi kênh Buổi hồ. Thưa cô bác quý anh chị, trước đây thì Buổi hồ có quay về một hoàn cảnh cũng như là một cái cuộc đời của một nhân vật, đó là anh Mến, quê ở huyện Phú Tân của tỉnh An Giang, có gương mặt dị dạng mà mọi người đều phải xa lánh và đáng sợ. Người ta gọi anh là một cái gương mặt quỷ. Bạn đó là anh Mến, người mà trong hình này. Cả nhà có tin rằng anh sau một thời gian cưới vợ thì anh lại phát lên một cái căn bệnh như thế. Em chỉ mong muốn các mạnh thường quân với các nhà hóa đánh ủng hộ anh và chia sẻ nhiều người cho anh. Một ngày nào có sĩ nào đó giúp đỡ cho anh, tái tạo khuôn mặt rồi cho anh Vinh. Đúng không? Khuôn mặt rồi anh buồn, khổ lắm. Tại vì cái quãng đời anh còn rất là dài. Cách đây khoảng 8 tháng thì Bùi Hồ có cùng anh Mến để mà lên Sài Gòn. Và cái việc mà lên Sài Gòn chi phí thì được các mạnh thường quân là Việt kiều ở Úc. Đó cuộc điện thoại của chị Nhật Minh là Việt kiều Úc gọi cho Bùi Hồ để mà hỗ trợ chi phí cho anh Mến. Thì Bùi Hồ với lại anh Mến đang trên cái chiếc xe Honda, xe gắn máy để mà đến bến xe khách để đi Sài Gòn. Thì trên cái đoạn đường đi hai anh em bị mắc mưa hai anh Mến ha. Ơi, chờ gãy là ở đâu? Dạ. Nhìn lên đây là thấy ở trên này có mưa dữ lắm luôn nè. Không ngại trên này có mưa không chú? Không. Không mưa mà sáng nay mưa sớm hả? Không ngại trên này theo chia sẻ của bảo vệ là hôm nay không có khám. Ngày thứ bảy này không có khám, chỉ khám vào ngày thứ hai thôi. Vậy thì bây giờ anh muốn làm sao? Muốn sao? Dạ. Bây giờ anh đi về hả? Bây giờ mình đi về hay sao? Chứ bây giờ sao giờ? Thì anh sẽ về. Sau một hồi lâu thì hai anh em ở bệnh viện chờ gãy thì bác sĩ bảo là hôm nay không có làm việc. Mà ngày thường thì Bùi Hồ không có thể đi cùng với lại anh Mến được. Nên khi mà lên mảnh đất Sài Gòn này thì có anh Hoa Lệ Sài Gòn với lại Lê Nguyễn dẫn đường cho qua đây. Là ở đây là bệnh viện chấn thương chỉnh hình ha anh, coi như là mình sẽ qua đây mình sẽ tìm cái tia hy vọng nào đó. Bây giờ mấy anh em mình sẽ cùng bước vô đó nha. Đây anh, cái bệnh viện sau khi Bùi Hồ với lại anh Mến vô hỏi ở cái trong cái bệnh viện á, thì bệnh viện chấn thương chỉnh hình không có khám, không có chữa trị về cái gương mặt của anh, thì họ hướng dẫn là nên qua cái bệnh viện gân hàm mặt thử xem sao. Thì ở đây chắc có thể là nó sẽ đúng với lại cái chức năng bệnh của anh hơn đó. Rồi sáng giờ đi cảm thấy sao rồi hả? Buồn quá hả Thì thôi bây giờ cố gắng nghe anh à. Đây là cái bệnh viện thứ ba mà anh Mến đã trải qua. Bệnh viện đầu tiên là Chợ Gãy, và thứ hai là bệnh viện chấn thương chỉnh hình, và thứ ba là bệnh viện răng hàm mặt này. Thì bệnh viện Chợ Gãy với lại bệnh viện răng hàm mặt này hôm nay không về khoa mặt, họ không có làm. Còn bệnh viện chấn thương chỉnh hình thì về cái vấn đề anh Mến họ không có làm. Sài Gòn thì cả ba bệnh viện đều từ chối cô bác quý anh chị. Thì lúc đó trong thất vọng thì hai anh em dự định đi về, thì có phong bụi mờ qua ăn sáng. Và lúc đó thì bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, bệnh viện GW Hàn Quốc,
nắm được thông tin và đã nhận chữa cho gương mặt của anh Mến. Sau khi mà bác sĩ Nguyễn Phan Chu Dung trị thì đến nay là cũng được trị cho gương mặt của anh Mến, thì đến nay được trải qua 4 lần đại phẫu thuật và hơn 8 tháng và khoảng 8 tháng khoảng 8 tháng thì hiện nay gương mặt anh Mến đã có sự thay đổi rất là nhiều, coi như là gần thay đổi cuộc đời của anh luôn. Và hôm nay thì Phong có ghi lại cho Bùi Hồ một cái thước phim về cuộc trò chuyện của anh Mến và bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung ở quán cà phê. Thì mời cô bác với anh chị cùng xem video clip cuộc trò chuyện của anh Mến, gương mặt dị dàng hiện nay đã khác như thế nào, và cuộc nói chuyện của anh Mến và bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung nha. Lâu quá, anh hứa em uống phê bao lâu rồi, nhớ không? Cũng lâu quá, cũng phải đang đó, anh hứa em nói giỡn thì không có đắt nữa rồi, có thiệt rồi. Thiệt đó, hồi đó anh thấy em đi ra cái mặt cảm á, mà anh thật sự muốn về bữa sau khi em đẹp em ra ngoài uống phê, mặc dù bây giờ là chưa đẹp hoàn toàn nhưng mà tự tin hơn, phải không? Dạ đúng rồi. Mà không ngờ là nó lại nhanh vậy, mới 3 lần mà bây giờ. Hồi đó giờ em có bao giờ đi uống một phim mình ra quán ngồi giống vậy? Dạ không có. Chưa hả? Dạ, chưa bao giờ luôn. Chưa hả? Đây là lần đầu tiên anh đi một quán đó vậy. Mọi người có rất là nhiều mà xạo. Nhưng mà lần này anh tự tin nha. Tin không? Tự tin lắm. Không có còn mặt tổ mà không muốn làm gì. Tự tin trên 100% luôn mà. Không còn ngại nữa. Cảm tâm là quá dữ rồi. Có bây giờ em nghĩ là khi mà bác sĩ dặn em điều trị á, em nghĩ là bác sĩ Dung hứa là sẽ được hay là chỉ là nghĩ 50-50 thôi, nhưng là hên xui. Dạ không, lúc bác hứa là tâm tin. Tin được. Dạ. Đoán chứng được cũng tâm, đoán thật lòng của em. Tại vì em cũng, từ lúc mà bác dặn em cũng có tìm hiểu tầm đó. Dạ. Đó là cái tình tưởng là tính. Kiểu gì? Dạ. Càng đọc một nhiều áp rất là nhiều. Nhưng mà nói vậy nói chứ thật ra lúc đó nó... Hồi Phong Bùi giới thiệu em thì anh cũng đỡ nhận lắm. Thực sự không dám, không biết sẽ làm gì. Khi nhìn hình ảnh mà gỡ qua cái điện thoại này, là anh biết đám làm gì. Sau đó tự nhiên từ từng bước là sắp Tết rồi, em thấy sao? Chúng nào giờ là còn chưa, em cũng trẻ nó không phải nhiều. Được như thế này là nhiều người đang tốt rồi, nhiều người có phần mừng luôn. Cái này chưa có em nhận, nhận lâu luôn. Có này chưa là ở cái đường đó bắt đầu. Cảm ơn vì anh bình thường. Mẹ bác mà em đâu có mình vui không ai chứ không? Ở với bà dì nhà mà biết tình trạng thì cũng hỏi thăm chắc vài ngày nữa em sẽ về quê, 2-3 ngày nữa qua tuần đi thì về quê ăn Tết nha. Hy vọng là ngày là gặp lên hôm qua em thấy ai tặng em có dài, các bạn có dài không? Dạ có đó hả? Có giờ bằng nào chưa? Chưa bằng đó lần đầu tiên là ăn lên rồi cũng chuyên đó. Là mình đi gần hết hai phần nửa chặng đường, hơn nửa chặng đường. Em không lo giờ, không lo lắng. Anh cũng không ngờ là anh
viên với lại nó sẽ xuống nhà mặt tiền để mình làm lấy bây giờ có thể tâm tâm đừng nghĩ mấy bạn và thực sự em rất là căng thẳng có niềm tin tuyệt đối và bị tâm em thì có thể chơi cần đợi anh bắt đầu rồi sao là không thể học được như thế nào nhưng mà được quá khi mọi người đó một phòng công viên này anh nói không tin em là trước bạn cũng học khi mà em bị cái bệnh này thì em đi tiếp xúc em ra ngoài tiếp xúc là em có sợ tiếp xúc nhiều người nói chung là em không dám được cái ta luôn không có mặt dạ đúng không có chỉ là dòng dòng nó sớm hoặc là tôi đặt luôn thì em cũng nói chuyện còn những người mà là em không dám mà gặp họ là chứ không phải là đưa từ nhân dân vô sao làm được đâu lần này cái gì định đi có không dạ 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 đang là có từ đi chứ đó rồi đúng không em đó nè em có đi dòng dòng sớm rồi tôi có mình phải đi chúc Tết như vậy mình cảm ơn mọi người đồng nghiệp mình đúng không đúng hay mình phải từ một cái trạng thái là mình cô đơn hoài mình rất là mặc cảm mình sợ mình sẽ bị tổn thương thời gian thì mình tự tin lên mà đi riết rồi mình sẽ quen đúng không nếu giờ hồi xưa vậy giờ em rất là tự tin mình đi riết giờ mình tập vào chuyện tập ăn nói các khẩu mọi thứ trong thời gian mà sao từ bỏ em hả? Không có suy nghĩ. Không suy nghĩ vậy hả? Thực sự thì chưa bao giờ anh cũng tâm sự với nhân viên anh nhiều người chưa bao giờ anh nghĩ định từ bỏ. Chỉ có một cái anh nghĩ là làm sao mà nghĩ cách điều trị an toàn hiệu quả nhất. Tức là anh luôn luôn suy nghĩ là tìm cách và anh và một số bạn cũng vậy bác sĩ vậy đó. Hết cách này suy nghĩ cách kia tiếp xúc ra cũng như là thực sự anh nói thật chưa bao giờ từ bỏ anh nói là bằng mọi giá anh sẽ về cho em thậm chí bây giờ khi em hoàn thiện xong rồi ngoại hình rồi anh còn suy nghĩ cái điều trị về chức năng nữa chức năng về cái giọng nói em thế nào cho anh thanh lại đó. Còn anh sẽ điều trị về thẩm mỹ em nữa ví dụ điều trị hết đi ví dụ cái mũi mắt em tính được hai cái mũi mắt em là đẹp nữa anh cũng tính tới mức đó rồi đó anh chưa nói em thôi từng bước chứ không bao giờ là từ bỏ hết nói chung bây giờ là anh cũng dùng cái loại đó để mà bán thôi rồi nên nó luôn tại vì bây giờ má thôi rồi hôm nay anh có bận rất là bận luôn rồi anh có bận anh chơi biết có đơn giản nhiều không chiều bây giờ tự tin lên đúng không anh mong là đây là cái ngày Tết đầu tiên về quê mình Tết mình sẽ đi thăm chúc Tết mọi người xóm đi quên những chuyện buồn ở bên này do nó phải chưa là sự hoàn hảo nhưng mà đối với anh và em nó sẽ thay đổi vận được đúng không đi chúc Tết đi vui vẻ từ mọi thứ sẽ từ từ sao nữa sau này thì qua Tết lên một vài tháng anh coi lại cái gì chỉnh sửa từ uống thuốc điều trị là gì em có nhắn nhủ gì anh không có lo sợ gì không không cần đâu làm cái gì nói chung là em không có lo sợ gì hết bên trong bác thôi mà chúng ta sống sức khỏe không cảm ơn em lâu nay có nhận được tin nhắn của mấy người mà trước đây hay điện thoại cho em không người nhiều cũng quan tâm đó rất là nhiều luôn không bùi hỏi em không có không bùi đùa hồ đùa có lẽ có đồ bùi đùa hồ đó không không bùi là nó hỏi anh hoài có tin tin mới là anh nhắn cho bùi qua mà qua bùi không nhắn tin hỏi anh hoài rồi anh là nhớ bùi không bùi đó anh đó là người đầu tiên là đưa em tới anh đó như nào anh nói chủ tịch nước tặng huân chương cho không bụi đúng không huân chương thằng nhiều bài đó đúng không đã có công giúp bao nhiêu người đâu bụi nó công lớn lắm á giúp bao nhiêu người đưa người đúng không ngồi ngon hơn đó là ngon hơn không bụi nhiều tại nhà có không ngồi ông thầy chứ hồi xưa thầy gì của thầy thầy tài
Thầy đều lên liên hệ thầy đều cũng như làm cái thầy mà thầy anh để em thầy biết hình dáng của em chưa? Chưa rồi. Lâu mới vào chụp hình gửi cho thầy. Đấu cà phê đi. Hồi xưa ngon. Thế là anh trả nợ lời hứa rồi nghe. Hứa 2 tháng cứ uống cà phê. Mà lúc đó anh hứa anh cũng liều đó. Anh vận động cho có niềm tin đó. Là mình sẽ đặt không? Không nói thật trên chứ. Anh thì là người luôn luôn giữ được lắm. Nếu mà thất hứa thì sẽ xin lỗi. Thôi nay là anh trả nợ xong cà phê rồi đó. Về sắp tới thì về Tết ăn Tết vui vẻ, đi thăm hàng xóm chúc Tết nghe. Bác chia sẻ cho anh Mến cái ý nghĩa của cái buổi uống cà phê hôm nay á bác. Anh Mến cái anh chưa biết đâu, bác chia sẻ cho anh biết luôn đi. Dạ. Rồi thật sự thì trước đây anh cũng có lúc mà anh gặp điều trị em trong anh nhớ trong cái ngày chủ nhật anh tới thăm em đúng không, anh cứ là bữa nào đẹp trai anh chống cà phê. Thực sự cái đó là một cái nó vui nhưng mà một lần nữa rất quan trọng là sao em phải thay đổi được ngoại hình đẹp tự tin. Vì trước đây em rất tổn thương, em ra ngoài em sợ giao tiếp bị cô lập thì em rất sợ giao tiếp, thì anh nói là anh hứa là anh sẽ làm sao em được hoàn hảo để em được tự tin đến cà phê. Anh nhớ cái ngày chủ nhật mà anh vô mà làm mổ cho mấy không, thì đó là cái lời hứa mà chính vì lời hứa nó làm cho mình cái động lực là bằng mọi giá cố gắng làm sao em hoàn thiện nhất. Đến hôm nay thì có thể là nó là mặc dù chưa phải xuất sắc nhưng mà đủ sức tự tin thì mình đi ra một tiếp xúc mình. Đó là cái lý do mà ý nghĩa của lời hứa anh nghe. Một nữa đây chúc mừng em nghe, về quê ăn Tết vui vẻ, đi ra một sống chúc Tết bình thường nha. Nhớ mặc áo dài cô nào thương em nặng quá. Vậy nha. Rồi. Cô bác anh chị đã xem video clip thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị là mạnh thường quân ở trong nước và ngoài nước đã ủng hộ cho anh Mến có thể thay đổi cuộc đời của anh sang một cái trang mới. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Phan Thu Dung, giám đốc bệnh viện thẩm mỹ GW Hàn Quốc đã nhận chữa trị cho anh Mến. Xin cảm ơn đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện GW Hàn Quốc đã hỗ trợ nhiệt tình cho anh Mến. Và Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã đồng hành cùng anh Mến. Xin chân thành cảm ơn mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cũng như những người có cuộc sống éo le. Thì một lần nữa Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều. Chúc cô bác quý anh chị luôn luôn mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào và